Tới rồi kìa. Nước ở đây cũng ngon lắm. Không. Thôi vô luôn đi ha. Vô luôn chị. Đợi tôi ăn. Đâu cũng ướt à. Đúng. Có ba ghế tay thật đỏ nữa. Ai đi vô kiếm sư mẫu rồi đó, mình đứng ở đây nè. Dạ có sư ba mới gọi. Ở kia ra nè, ngoài vô kiếm chỗ này đúng không? Ôi, có cái áo con chuối cả. Mỗi em. Bên đây cũng ngồi đi cũng được chứ.
cái tiêu bạc này khô nè. Bữa nay mặc cái áo của hộ tính mắc cỡ quá. Anh không mặc nhiều quá. Mặc sai mi á. Nói rộng rộng chút á. Vậy à, cái áo kia mặc còn tiền hết. Bữa nay sư phụ ăn đâu được một cái. Áo kia nhìn nó hơi sáo múi hết này. Áo kia nó phải có áo ngoài thì mục đích nó giữ ấm thôi à, chứ đâu đi ra đường. Nên phải mượn cô Hữu Tích. Sáng giờ hồi đâu có biết. Ờ, cái đó thermal ở trong. Hả? Cái áo mà màu đen đó sư phụ là thermal á. Thermal. Có gì là cái gì nó xa. Đi massage hả? Đứng ở giữa. 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 Như sư phụ con mình làm sao mà mình làm cho cha mẹ vui là vui mừng. Dạ. Chịch cát là sư phụ ẹt là đi về. Dạ. Sư phụ có số mệnh không? Này vui vui không? Hai ba ngọn gió. Có mình ăn đứt đó. Thôi ăn buffet nhiều quá thôi. Chớ này giống Sài Gòn quá ha. Dạ. Đập vô ra đây giống như Sài Gòn. Đây mấy ngày chờ bữa nay, ngày bữa nay mấy ta? 20 tháng 11. Tháng 11 năm 23. Mấy thầy trò họ Thiên đi lạc lõng giữa phố thị này gọi là Bel-Air Houston, phải không? Dạ. Cái này là Bel-Air Houston. Bây giờ vừa mới ăn xong cho nên đi vòng vòng xuống cơm. Thành phố này cũng vui á. Lớn không lớn, nhỏ không nhỏ, lần đầu tiên tới đây. Giao duyên với mấy vị khuất mặt khuất mại đây, sơn thần ở đây, ngạ hồ cũng cai quản đây, gia hộ cho mấy đệ tử được vui vẻ hoan hỷ bữa nay mạnh khỏe. Tâm chúa long cung đâu anh ta ở đang ngay ăn cà rem hả? Đang mua cà rem ở dưới nước đâu có cà rem, tại cà rem ở dưới nước nó là tan hết rồi. Lên trần mới kiếm cà rem dưới nước có cà rem. Nó là vô nói chuyện với ông Long Dương, ông nói chuyện vui lắm. Ôi ở dưới nước à, biển rộng bao la nhưng mà không có thành phố. Người thế gian thiệt là có phước, đi đâu cũng thấy thành phố đèn đẹp. Ổng khen mình đó. Dạ. Hôm nay ở Việt Nam ngày 20 tháng 11 là ngày thầy giáo. Thầy giáo hả? Thầy giáo á, thầy là ngày của sư phụ Master. Sư phụ là người chỉ đường thôi con, truyền tin. Cũng dạy tụi con cũng tính là ngày thầy giáo. Trong đó có những cái ý gọi là cái trí của sắc phàm, gọi là trí bát nhã. Sư phụ có trí của thiên, trí bát nhã. Chứ bác nhã thì nó có một phần đó, nhưng mà những lời vụ đa số là chỉ lập lại cho cái gì đó. Đúng rồi, hiểu không? Trong đó là tất cả mấy vị trên trời là thầy của con hết. Nhất tự là nhất xứ. Chứ hồi chỉ là người lập lại là cha, lời mẹ. Chứ hồi tiếp cận được tổng cộng khoảng 400-500 vị đó, nó nhỏ. Phật thì đó không biết. Thì những cái đó chịu gom lại thì những cái gì hay á chịu nói ra. Còn mà nói theo cái tiếng đời, còn cái tiếng của mấy vị nói mà trong mấy cuốn sách thuộc đó nó khác. Mỗi lần mấy vị về nói danh từ cao siêu lắm. Có lần nói không hiểu thì phải hỏi là chị cái này nghĩa là gì. Giống như xưa thù làm sai bị cha nói con đi cắm thòng 3 tháng. Cái chùa lúc đó cũng tưng tưng đó, mình đâu có biết chữ cắm thòng là gì. Mình tưởng là cắm mấy cây gì phải không, chữ cắm. Thường đến nó chữ cắm thòng. Cái sau đó cái cha đập cái rầm, cái cha bay về. Cái lúc đó
mẹ với mấy chị đó ở lại á, nói chuyện như là thường mình nói chuyện là mình hay nói cho mẹ đúng không? Thì mẹ thương, mẹ nói cha rất là giận con. À, cái lúc đó cái thì hỏi gì nãy cha nói cắm thòng là gì? Nói cắm thòng là con không có được đi đâu, thì giống như nhỏ này nó muốn cắm thòng là nhập thất á, không được gặp người thân, không được cầm điện thoại, không được ăn uống tự do ngày đường buổi. Rồi cái tôi mới nói mẹ, trời, mỗi ngày con điều hành cái 500 người, nó không gặp con cho nó biết đường, nó làm cái tiền chế năm tối rồi, không còn vô rồi đó. Lên rồi anh biết rồi, hàng ngày tự mình thu cái đệ tử nhớ mình thôi, chứ đừng có bận đi. Em có thu chứ, thằng Nga đừng quên nó xuất hiện cái gì sư phụ muốn. Chị send em cái link của cái nhóm đệ tử Thiên Tâm luôn, em đổi cái số mới á. Bây giờ các em remove cái Telegram. Ủa, em bị remove hả? Cái bây giờ em không có vô được cái nhóm. Cái này tàu nó biết đầu tư. Đi ra mà ăn xong giờ ngủ. Ngủ. Nó không có chỗ cho cỏ cho ta ngồi. Cái này đi. Đây là bằng chân dân tàu rồi. Nó biết hả? Nên nãy qua nó rủ vô đây vỗ tay qua cái yes. Đây đi, tại vì mình dân qua mà mình đâu biết chỗ nào nữa nào, đi theo gió, đây gió này gió đưa tới Sài Gòn. Đúng rồi, cái bên không có mà nếu mà mình từ Long Sơn qua Kim Sơn, Kim Sơn qua Sài Gòn. Em đi trong mua mấy thằng nó cũng giống vậy, nó sắp giống vậy mà đi trong nó thì ủa anh cái quán mấy bữa mà đi lạc đó là bên kia hả? Thằng bên kia nãy thằng Kim Sơn nó ăn là bên kia đường đó, chị Google chị ấp chân tính chạy tiếng mấy đồng hồ tới chị Google nickname cho cái tên nickname của chị Google. Dạ hàng gửi rồi tới đây hàng gửi không đâu có đâu, con đi làm mấy đường về nhà chứ đi làm mất rồi trò thiên quá không có gửi hả? Con đi làm con đường giờ có bánh cuốn xe mẹ không bánh xe cua lỡ nó bị bể gì cũng mới là đây. Ở đâu qua đâu mà nghe. Ở cho bạn nói mà cua đi lỡ bị bể là có thai liền cái gì đó rồi. Em không biết con kêu gì đó. Không có ai không thấy trò mà cái đó chơi là cái bệnh. Chuyện đen. Trọng mệt. Chị bị hết bên đều găng. Bây giờ chị cứ bỏ em vô thất bình. Chị thổi đập chết sống không luôn. Bà có gì cua là người qua. Đâu con có bánh xì cua thiệt mà. Con có bánh xì cua còn cho coi nữa mà. Thế hả? Con thấy con cho coi nữa mà. Đâu? Gần đây không? À, hơi xa. Ở bên trong PC không à? Nhiều người á, quay lên nó không có bánh xe cua nhưng tính là xe chạy không có bánh nè, nên cần 4 bánh chứ không phải cần 1 bánh. Mỹ Tiên cần 4 bánh luôn. Mỹ Tiên nào tại Mỹ Tiên tìm chưa ra được bánh này đó, hai bánh đi qua đi thôi, hai bánh mới nữa, 4 bánh rồi chết rồi. Ở Úc nghe Mỹ Tiên là phái nhà mình nói tới Úc là Mỹ Tiên vô đề luôn. Chị chưa gửi được hả? No, tại vì cái điện thoại chị hết pin thì em có pin không đưa chị gắn cho chị cứ bỏ cái liền. Đi về Úc ta, anh mua hai cái vé về Sydney. Thì con xin chuyến lên nằm đây Brisbane nằm ở trên, nằm trên chính là chạy 12 tiếng rồi. Ôi, nhớ Kenu Ru đi về thăm Kenu Ru đi. Hai người làm trip đi. Chơi nó vui á, trời đẹp lắm. Giờ này mắt thiệt á, không có mũi mát. Xong rồi nó sống thì cho mấy vị nó vui lắm. Nó có lò sẵn gì cái mặt nước là nó có những thịt lò nó nằm có ra sẵn. Bao nhiêu nó có nhà nước nước tắm làm rất là tự do, phi lắm. Những lò 20 phút rồi nó sẽ thông. Qua bên đó là góc nhớ mà sẵn ra dụng. Đó, có bàn ghế xuống mà nhìn thấy. Nghe đâu mấy dân chơi trên núi rồi cho nó luôn. Dạ. Đâu nhiều chứ phụ ở cái cầu xuống nó nữa.
chút bạn trai vô có con mẹ chồng luôn đã làm giống như có tủ lạnh có tivi có đủ chồng anh à tù mà đúng rồi giống như khách sạn vậy đó nhiều lúc nhiều lúc nhớ chồng nó muốn ra đàn nam ở chồng á là đàn ông á giờ chồng đi làm như là ngày bao nhiêu tiền á chỉ có tiền có tiền có tiền rồi rồi trả trả hàng làm lên mặt như dọn dẹp tất cả như là cái gì đi nó mà nó trả tiền mà lúc mình ra tù có tiền rồi đúng là nó chồng có tiền đi nó có tiền cô mình lên vậy tại sao người định cư ở Úc cứ đầu qua Mỹ hoài là chạy người ta mày nói thiệt thích Úc chắc cũng là hai đừng nói bỏ vô Úc nghe con cũng đi mấy chút ô chó thiệt hả lúc trước khi chúng tôi qua gặp chùa là mấy chút bữa ra bộ ra chùa nó nói sợ là bỏ nghe cả đá hội thiên qua con có chỗ được tiếp đâu con đó là khó chứ tại con có bạn không có bà con anh em có bạn bè thì mình rồi qua đây không có bạn bè thì đi làm biết đường gì mình chẳng thể hẳn lại cũng phải cần phải đi đó mình biết đường bộ rồi lâu có chạy ra đường thấy giống như mình thấy muốn ờ của em cũng sắp chết pin 15% bây giờ chờ một chút nó vô chị dứt ra ai nó cũng bịch chết rồi xếp qua chơi hơn rồi quay quay chơi chơi đó giờ em vô chỉ được có 2% em vô rồi đó scare you no face is very ferocious. Yeah. Human face or dragon face? I saw a dragon face. That's what I saw. The white dragon looks not kind of cute. Cute? Fuzzy? Fuzzy? Yeah, very white. Very white. Yeah, white, like silver white. Yeah. Black, black silver. Yeah. And the red one is looks very. You're lucky tough. You don't see. Thích Long, he had a fire in his mouth. I didn't see first fire, but I saw a chip. Thích Long bắt, rồi anh bắt phá rào. Sợ lắm. Đây cái họng của ông lửa không à. À, ông nói chuyện ra lửa. Thật hại vậy đó. But you're lucky you don't see fire. I didn't see fire, but their mouth was very big. It was open, I could see. Like his mouth? Yeah, very big. But he friendly, he protect us. Yeah, friendly, was friendly. What time do you see today? This was, about 11 or so. That time we had, we go to, 11:30. In Long Giang. Yeah, 11:30. Yeah, keep improving. Make sure you get enough sleep, you eat well, and be calm. Make sure your personal don't have any problem. Yeah. Just like late, right? You have to calm before you can see the moon flashing late. So, and then you can see a lot of nice things. Today, at our house in Austin, it's kind of some waves and all. Today it was very calm, very light, calm. Just calm, all that I could see. And then I started to see dragons. Yeah, when you're happy, when you're calm, all the angels will surround you. But when you feel a little worry or little upset someone, they not come around you because they knew, they saw. So make sure you calm all the time. I try to be calm all the time. Pretty good. Yeah, you are the most calm. I can improve. Yeah, sometimes you're calmer than me. You know, I saw you calmer than me. But when I enjoy, I will zip my mouth. I don't talk on the YouTube no more. I will become a rock. The master rock. So when I 80 years old, I will like, I like to be like that.
The more you quiet, the more you smart, you think it. You communicate upstairs. Either time you communicate with human, or you quiet, you communicate with God. Last time to me, you know, about departure. I need more time to communicate with my family. Right now, every time I talk to people, I don't focus. I cannot communicate unless I sit by myself. You have to exchange, right? Either way. Right now, we have fun. I forgot I am from heaven. I forgot too. Yeah. Này giống như đi về Sài Gòn vậy đó. Mình vừa xuống Tân Sơn Nhất, cái này giống như Sài Gòn, cạnh này như Sài Gòn quanh vòng. Giống đại lộ ngoài Sài Gòn á. Sao lộ. Ví như về Sài Gòn mình tưởng tượng đi. Sao mà ông mới nói là nó chỗ sao sao giống Việt Nam quá vậy? À này giống sao Việt Nam. Chỗ nó giống Việt Nam quá. Rồi này cho cái buổi lễ thì mấy vị không có như cái bữa nó giống như cái tâm không có tịnh đó, yeah. Nó ăn thua ổng rồi, yeah. When you grip home you can see, yeah. At the ceremony salad look like you get a little not concentrated. A little bit, yes. We tried on Saturday, yeah. A little bit. Tùy theo lúc không biết, mỗi lúc nào không biết. Nó không có gì mà lo lắng, bình thản. Cái lúc mà mấy đứa con mà phải để ý nghe, cái lúc mà mấy đứa con bị bệnh lúc đó, bị cảm á. Đứa nào mà có tu học lúc đó nó còn dễ tinh tạc với cái cõi vô vi. Tại lúc đó cái tâm mình nó khom, nó không có gì để đầu mình á, nó không có lăng tăng suy nghĩ hay những chuyện vui buồn. I'm proud of you. I have children who are the most tech advanced step. The most advanced. Anyone for all this. They need another 50 years. Because they need love. They need to be travel around with me. And then they need a lot. So actually, it's good. But sometimes, you know, we need more things before that. Everything is good. But something happened first, something happened after. I write like young teen life first. We have to have life, and then come to a certain age, and then we about like you. That's how our team is. I did a lot of different things over the years. So be when they're too young, they don't feel love, don't feel family, don't feel happy. They need to be happiness before they become. So that's why I don't press a lot of young people to deep down on the religion. Try to go to, you know, like me. But now we are about to a lot of big jump. A lot of people who need us and the outside. Cái lịch trình đó là đi theo gió, đánh cho lụ vậy hả, gió thổi hướng nào cũng nhiên như là đi theo. Vậy thưa mà. Mát quá, dễ chịu.